Ủa, có trái nữa hả? À, ờ, thôi, thôi. Trái này bự ha. Rồi. Trái này bự nè, cô chú và các bạn. Cái này, trái này ngon ạ, à. Trái này. Còn bẻ hết rồi mà. Trái này là ngon hơn mấy trái hồi nãy á. Đây, cầm vô đi. Này là dập. Để đây luôn không? Để đây ha. Để ở góc này đi. Thù nó gai nó đâm nè. Đâm vô dính tay. Thôi mình đi qua bên mình đi clip bên kia đi. Ồ đó, đó. Mấy anh cậu đồ này lấy nhánh chở đi rồi kia bỏ rồi kia. Ừ. Nhớ hỏi giăng lưới nha cậu tộc. Đang bắt cá lên nướng nhậu ấy chứ làm gì vậy? Ủa mẹ chắc xui gì nè, chó xui. Nó dễ chắc. Xui sao dục? Không được. Giờ anh này anh dọn mấy nhánh rồi mà kia. Chắc ngược hàng đi đủ mẹ chó bỏ cơm mày té hoài đó. Ủa có trái nữa hả? Sao có lại gai hoài nè, có lại gai có hoài ha. Này giờ vô mánh rồi. Mình tưởng ra đây không còn trái nào chứ. Trái này không ngon bằng trái nãy. Hết rồi. Thì ngót. Bây giờ gom nhánh đem dục ngoài kia. Nước dữ không? Hả? Vừa nó có nước không? Trên này muốn hư rồi nè. Nè uống miếng đi. Bà uống đi, bà uống đi. Uống cho nó mát. Trên này hư chắc ăn rồi. Chắc ăn là nó không có nước hả? Nước nhiều à. Thêm trái nữa. Trái nó hơi non. Qua năm ngàn lên trái bán 10 ngàn, mấy ngàn. Đây 5 ngàn trên trái 15, 20 ngàn trên trái đó. Đó, đưa cho lên, Linh lên. Uống nè. Uống vô quay phim luôn. Uống cho thấm giọng đi. Uống thấm giọng cho mát đi. Nãy giờ là nóng quá. Đúng. Trời ơi, vừa quá mát. Đúng là dân giả thiệt. Cây nhà lá vườn. Đây. Vô quay phim này uống luôn đi. Tôi ta cầm cho. Bà cầm nè. Quay lại. Hả? Quay ngược lại. Dạ. Yeah. Thấy hình vậy chưa? Thấy con rõ ràng ha. Ngon. Uống hết luôn đi. Ngon hết à. Vì nữa nó dép tiếng, nó vô tiếng không? Vô chứ. Vô luôn hết trơn cũng như y trong phim đấy ha. Cái này cho mình ngồi đi. Nó vàng rồi nè. Vàng rồi đó. Ngon. Ở đây cái máy bơm sình nè, bơm đi xa vậy ha anh? Bơm sình đi ra lúc quả vậy đó hả? À. Mạnh vậy, bơm mạnh vậy đó ha. Máy
lấy sầu riêng mình nướng luôn nha. Nướng đâu mình nướng thử con trái coi. Nướng thử con trái coi ngon không? Nướng thiệt luôn hả? Nướng luôn. Đó, mình nướng sầu riêng thử coi. Nào giờ mình ăn chứ ăn sầu riêng nướng. Nướng sầu riêng ăn với gà. Đẹp lâu vậy. Làm lâu vậy? Dạ, rồi, thử bét đó, hả? Chưa? Xong rồi tắm rồi. Qua luôn nha. Hôm nay chưa có mở hả? Thử nè, đẹp không? Nó phúng lên giữa cao nữa không? Nó chỉ phun chỉ phun dưới gốc thôi hả? Phun ra tới ngoài luôn nè. Đâu thế nó hết phun hả? Ông thợ nướng này ngon ạ. À. Hồi cái trái sầu riêng nó có gì chở luôn. Tao nướng thử trái nào giờ mình chưa ăn sầu riêng nướng. Quá lần đầu tiên nha. Ừ. Dám có à. Nó giờ đó giờ sầu riêng mà nướng là nó nổ thiệt. Đọc lại miền Tây là đầu tiên mình nướng sầu riêng nha. Kế bên vườn có sầu riêng rồi đang qua đây nướng luôn. Bà xã bà kêu nó ông bẻ sầu riêng nướng này. Gà nó vàng ngon nha, ngon rồi đó. Này chừng nửa tiếng nữa chín gì? Ừ, nửa tiếng nữa lắm rồi. Ừ. Nửa hàng quá nửa hàng. Tại vì mình mới làm nữa, nó chưa có ấy. Có lần sau đi cái mình có chuẩn bị đồ, có phải kết hợp nhau chuẩn bị đồ này kia đồ. Cái này hơi đột sức quá. Ừ, này đột sức. Lâu lâu tôi lên đây cái tôi xin ổng con gà đó. Sáng bắt con chày cho chạy ra chút giấy rồi nó dở lây làm cái lồng cái bẫy á, rồi cái gài nó ăn gà cũng cực khổ lắm chứ không phải dễ ăn đâu. Đúng rồi. Ủa đại ca, đúng rồi, có đem nước đá này không? Chưa, tèo là đi mua đang qua. Dạ, đang đi mua hả? Cho mạnh nha. Khách VIP à. Khách, nói chung khách VIP vậy mới đãi kiểu này chứ. Mày không bắt cà tre không Nam? Hả? Gà tre hả? Giờ nói. Gà tre mới đã chứ. Gà tre nói chứ đâu. Nào giờ ăn sầu riêng nướng chưa? Hả? Chưa, em chưa, cái đó chỉ dùng nướng bụi lắm chứ bộ. Sao mày không dắt tiếp nè. Tèo quá coi. Dắt gì? Bia. Chứ uống không sao? Đó. Cứ như đó. Ừ. Để qua cái mấy... Để kỳ này mình ăn thiếu độc lạ rồi ăn chín hoài nữa đâu có. Rồi đừng mời giải phân nữa kìa. Mày gánh mày đâm muối đi. Đâm muối đi. Này ba gương mặt sáng giá nè. Nó nướng con gà cái hư cái mít của ổng luôn rồi kìa. Ta đốm vợ cho bỏ mà. Thấy không chơi đốm chịu chơi mà. Đeo độc lạ không? Độc lạ chơi vậy đó. Để cho cái mít gác lên cái mít luôn mình chơi cái góc nó cái gác lên cái mít nướng gà luôn. Vậy đó mà chơi luôn đó, chịu chơi mà. Độc lạ bên dưới. Mít đang có trái nữa đàng hoàng chứ bộ. Rồi đặt cái mít lúc gác cái cây là ta già. Trọng cái cái mai mà ta còn dám đốn mà cái mít nhắm gì giờ gặp anh Linh không gặp anh Linh chắc tới tối mới có luôn á bãi luôn á mà tôi bãi luôn nha nữa lại mừng tiếng nữa mặn con gà đó chứ nó cắt cổ không đâu đã nó giọng lận kiết kêu qua làm đây nè mà có không làm cái sao hên mà đi lại mượn tiếng mà
tám điện hả? Bắt cái gà nhốt gồm nó mặn chừng nào nấu nước bình thủy người ta nấu một đêm rồi. Tôi thấy biết sao đủ mới lâu quá không điện, tôi mới lội vô coi. Tôi thấy bà nội gái vô nó đủ mẹ gái vô rồi gà chắc này chừng nào nhậu cả. Lại mày nói gì đang giải cho nó hút luôn á. Không lâu rồi tới đây vậy đó. Trong á mày khách quyết nha, khách quyết đó. Qua đó mua đây nè, ngay cái phòng nè, lại đây có cái phòng qua này, có cái quán này xong rồi có tiệm đó. Đậu bộ tới không? Đó. Chút ra. Nhiều 10.000 được ha. Ừ, 10.000 uống là vừa uống khoảng tôi mua 10.000 uống còn không hết. Cái gì chảy ra đi. 10.000 cũng mười mấy. Đi mua đá rồi. Đá chuối đây có sẵn rồi. Đây cũng gương mặt sáng giá nữa nè. Mà để bữa nào đưa con 10.000 cậu. Không có được đem ăn uống 10.000 đó. Anh đang quay. Thôi để cho Linh được à. Qua cây cầu ngang đó tại 10.000 bạc nó bỏ vô trong túm rồi đi về đây tao qua mua 10.000 nhậu bà hết mấy ngỡ cái đậm chất luôn. Cái sầu riêng nướng có chín không mà chín không chín vậy là chín rồi đó. Ông đó ông trà già đó mới về ông đâm ướt quá trời đã luôn. Má ớt quay chỗ trà già sao trà lại. Bây giờ chơi nguyên cho mấy luôn. Rồi chơi sầu riêng đó chút nữa đợi đầu uống con cũng được cho thấy. Trong này cá chanh nè. Bình nước đi. Cái gì mà một cái đó nè. Nghe con mẻ cho một thùng á, có cây nữa thành quả đó nha. Dạ, vàng rồi chắc chứa thành quả rồi đó. Bên chỗ cái mã mà năm nó bị trồng không? Đó nó chơi 5 cây. Rồi trồng nó chết hết trơn rồi, còn có cây mà chạy nhập. Rồi sầu riêng chín rồi đó. Chính nè. Đâu cậu bổ ra coi. Bổ cái sầu riêng coi. Mẹ nó nóng dữ lắm nha, bốc bà bọc lỏng tay chết luôn. Này, cái nhà lá dựng cái nhà. Sầu riêng chín rồi đó. Lần đầu tiên nướng sầu riêng á. Nó mà lấy cây gấp kìa không kèm. Không không được rồi. Độc lạ thiệt, sầu riêng nướng. Không tay đó. Bổ ra nói gì coi. Sầu riêng nha. Sầu riêng nướng nha bà nè, con. Sầu riêng nướng nè, để đây nè, lấy cái gấp nè, bạch ra. Bỏ lên xích chinh bơ chuối để xình không. Trên hao nè, trên hao nè, tôi đem ra cho để gà nè. Cứng quá hả cậu Tâm? Cứng. Còn sống. Đây cũng có chín rồi. Tại nó già. À, quá ngon. Đường không có dao đó, cửa đường lấy cái dao phái nè. Được rồi. Làm hồi đó mới nóng khổng tay rồi luộc hết đó. Để ăn thịt người chúng mình là chầu ghi. Người ta phải lấy cái kéo nhắc. Có cái dĩa không? Nè. Cái dĩa rồi cái dao thì thử ra từ miếng nè. Nào giờ có ai ăn sầu riêng nướng chưa? Chưa. Đó là hôm đó, hồi đó tao có ăn ba bắp nướng chui với bí chứ. Bí rồi nướng chứ chưa ăn này. Dịch nướng thơm, dịch nắng đất nướng béo. Chưa có ăn cái vụ sầu riêng nướng. Hồi đó đâu có sầu riêng này. Một lần lên. Lần đi giữ châu rồi đó thì ăn mày ruộng rồi nướng hột dịch nắng đất. Trái này chưa nướng nè. Để vô trong cái đống gom á, đốt nướng bí đâu. Để trong cái thao bự nè. Ô trời. Để ngoài luôn, đừng để thao nó mang tăng. Để ngoài luôn đi. Cái đại đó trên sạch. Để bọc cái dao lạnh mau tăng đó. Riêng nướng. Nãy mày có đem cái ly ra không chú Tèo? Nãy mấy ly nè. Nằm cả đó. Rồi chín rồi đem ra đi. Riêng nướng rồi đầu tao mít nướng luôn mấy bạn ơi. Ơi. Dành hết rồi đó. Sầu riêng nướng rồi, giờ tao mít nướng luôn. Kết mạng à. Mày quay vô mấy cây dừa tao đằng nữa, tao đăng ký tao có ông Năm dừa được. Cái dừa này ăn bẻ hết được nào.
chưa nó bẻ rồi, cái thang còn, nó đi bẻ đâu rồi, để nó còn uổng, nó bẻ chỗ khác rồi giờ mới nó bẻ cùng, còn đây mới cả đợt này chắc kiếm chịu được nhiều mà hả, nó chào nó bẻ về mình là bán có 5.000 trái đó, 5.000 nó làm vậy làm đó. Mình chỉ là ở không là à, mình lấy tiền thôi, ngon mà nhiều mà. Rồi con thử miếng coi. Có 60 cấp, không được 60 cấp. Mà hôm đó này là bán cho thêm tháng 7 này cho lấy 10 triệu. Này này bán không dọn chứ dọn nó mấy buồn nữa đó. Ôi dọn hoài đó, đó nó chào lên nó cắt hay trời lỗi gì. Thơm không rồi nha, giết đi. Ba thử miếng à. Phải thơm rồi. Thù riêng nướng á. Thù riêng nướng thơm ngon rồi chứ vô đặt à. Sao? Cảm giác sao? Hả? Cảm giác sao? Bùi bùi cũng như mà phải lan nướng vậy. Thơm hơn chút. Thơm hơn ngon nhiều. Ngon. Bởi vì mặn bánh ngon. Là làm miếng chú để đây đi ừ. Cho vui lên miếng đồng bằng Cửu Long mình đồng tháp mình mà sầu riêng nướng rồi sao anh ăn sầu riêng nướng cảm giác sao? Quá ngon cả nhà ơi, nó bùi mà nó thơm mà ngọt, nó dần dừa mà quá ngon. Có sầu riêng ăn mới hay chứ, nhau dừa mà lần đầu tiên mới ăn sầu riêng nướng luôn. Cô nhớ 70 tuổi mới có ăn được sầu riêng nướng đó. Đâu cậu Tám cực khổ nãy giờ. Ừ nó ngon, cảm giác sao? Quá ngon. Sầu riêng nướng á. Quá ngon quá ơi. Chết mẹ rồi, khác luôn mấy ăn ơi. Ủa mày đốt mày quên rồi đó, mày ăn sầu riêng mày quên rồi mà. Quá chín rồi, khô luôn rồi. Quá chín là chín rồi. Khô dữ rồi mới chín rồi. Còn mình hết nó nóng cỡ đời cả trăm độ mà còn gì nó mà không chín. Chín rồi. Chín rồi để ra cho nhiều người. Ồ đó để vô bọc ra, mở ra luôn. Mở ra luôn để đây nè. Ờ bỏ đại nó đi. Để tâm lá đi rồi rút xẻo xẻo ra. Đây mấy cái ly ra. Lỡ lần này thôi, lần sau phải có rau rác đâu đàng hoàng nha. Vừa mới làm quá trăm cảm đi. Mắt làm lu bu quá trời là không kịp. Nóng nha cả nhà. Nóng là gì bắp nhẹ nhẹ vô. Có cây kèm ngoài nè. Nữa mày đó. Theo kiểu mấy tân dĩ được. Chứ rồi mày biển mày nè. Khui về khui thành quả của mình nha. Ừ, khui đi. Chết mẹ. Đụng đụng ngon. Chín quá. Dâm hồng tía gì uống rượu, uống bia tía ơi. Mà mặn giỏ cho mấy đứa nó ra giường nè ông ơi. Mềm rồi nó mặn sầu riêng. Tụi nó ra mở ông mày bờ mát nhậu trên nè ông ơi. Dâm hồng tía gì uống rượu nè tía. Quá mỹ. Máy quay kẻ dữ. Chờ nó giúp chờ. Dập quá. Mở không được. Nó gan giò đi nắm tét cái là nó gà. Phải có ướp mà ngũ vị hương rồi nó mới thơm không? Cái này nướng cắp. Phải ta không mà bắt. Quá chín rồi. Không bằng tới giờ cao nó về tới giờ uống cái nửa đêm mà nấu cháo được mới ngon. Trẻ cho ông năm cái đùi coi. Thôi từ từ. Từ. Cho nó nguội nguội nó nấm rồi lên ra. Làm 3 giờ mấy 4 giờ gì đó. Nghe mấy ông ơi. Giờ này mới có nhậu đó mấy bạn ơi. Chỗ đây mấy ông về uống rượu nghe. Chứ mà má cái đùi ra trời đại ca cái ơi nè. Đó. Trời ơi. Nó đi ơi, ấy chạy đi chạy luôn. Chạy đi luôn đi. Ăn cái đậu xé nó ngon. Quá. Rút ra đi. Dạ, ông Tèo ông có răng dùng cái này không Tèo? Tự tử cái gì tôi cũng ăn hết á. Tôi cái này là quá rồi. Má chiếc tôi dữ. Rồi rút đại đi, tao nói mày tao xé hết trơn à. Rồi bữa đi. Nè, rút ra đi. Vô cái lại. Bán ngon, bán ngon. Vô đi ơi. Không muốn à, ông nãy giờ mình đẩy rồi. Đẩy nó lên trên cái dừa kìa. Vô cái mấy bạn ơi, cho đã rồi, quá trời khát nước rồi. Vô lên. Quê nha. Vô lên quê nha. Okay. Gà nướng với sầu riêng nướng nha. Vô, 1, 2, 3, vô. Vô các bạn hương. Ngon dữ rồi. À. Ôi ôi đã. Ôi đồng quê đã quá. Trăm miếng rồi. Tôi có cái coi. Nó đi đồng mà nhậu gà với nhậu bia vậy không có gì lắm. Chịu nổi cả từ bữa mà mảnh luôn á, cạp luôn mới nóng từ từ cạp bỗng ăn chết á. Không không trời gì vậy, từ từ nó ngon tới điện tới rồi không có ốp này không ngon không ừ
về ăn lúa vườn xây nhà nuôi nồi mà thức ăn mình giòn gì mới đã là để lôi nấu ly thì đánh thấy sớm kêu cũng kêu thằng bơm á, thằng bơm chồng riêng này béo lắm nha, riêng béo nha, không thành quá cực khổ nãy giờ nghe. Ôi mày điện bé tiếng lại cho tao. Coi mở điện thoại à. Máy tao điện cũng được nên được có tiền làm điện. Hết điện qua luôn. Đi người yêu mà nữa sợ nữa. Vô vô cái đây. Ngoài qua vậy cái vô. Bỏ ra. Để đưa cho anh dễ thắm. Dễ yêu quý cho ông Ly coi. Nãy anh trẻ cái này ra anh đút vô. Vô. Trời anh ma cho đứt chi. Để cho ông Ly coi. Cái này cái này anh. Cái đó rồi, nó vô cái rồi quay hai đầu cái xong. Này mình thấy trước mới được. Hả? Vô rồi xé miếng gà của mấy bạn ơi, quá trà đã rồi. Ngọt đẹp ngọt. Thế là ớt gì chứ. Thứ gì chịu nổi. Quá ngon. Cạp luôn nha, anh nhai rồi có quay phim cho xem hả? Không có răng mình làm như cái mấy cái nó cạp bập bập hợp bẩm nó nấu thèm luôn quá trời lão rồi ăn quay quá trời ngon ngon hơn khoai quay nữa mà không có miệng anh ướp về là ướp sa tế anh ướp cũng không ngon mặn này nó đừng ướp cay vậy mà ngon ha cho nó mày mặn cái này đừng ướp vậy. Tự nhiên là ngon nhất, không có gì. Xé nè. Ừ. Tự nhiên. Cái mà tay riêng mà, tay riêng mà. Mà thấy không? Mà thấy không? Dạ, cái gì mà mày ớt cái mà không ngon á. Mà hồi bây giờ cũng chắc chắn đâu còn. Ừ. Đi uống cho dạ. Ok. Cái gì mà nói mày gàng đi của mày nè. Mày ơi, đưa cho ông thợ quay phim. Cho ông thợ quay phim cái ông thợ. Mà làm cho thợ quay phim cái coi vô ông thợ ơi vô nghe vô nghe cái coi 1 2 3 vô cái coi vô vô đâu thử miếng cơ gà gà vườn ngon thứ nào cứ đổi không ngon cắm miếng rồi cắm cho nó miếng rồi tại tại anh mới lên mấy bề anh mới ấy chưa có chưa lên ấy nhiều chấm có nhiều lên là công ty nó cũng tiền về rồi mới quê chừng 2-3 người. Chuyện cái con đỉ mẹ hiểu nổi chú đó. Mình cá mình quá trời luôn xưa lúa bà màng chín chín sợ chết. Quê đâu có đâu cái gò đã lúa bà màng rồi để xuống ra trắng còn luôn á. Dễ gì vậy? Nó chết chân tung miếng cây lên. Rẻ ơi, nó sợ nó quay phim nhông bự. Chơi cái đùi vậy trẻ. Ừ, cho ông thử, cho ông thử quay phim một cái đùi. Con gà cái đùi. Vô vô. Dạ là cái này. Đó. Tâm về vợ cái đùi ghé cái đùi lên đây. Lấy gà. Vô. Chấm vô, chấm quá rồi nó nữa. Đưa vô. Cái này chết. Đó chết, nguyên cái đùi luôn nha. Đùi đợi vô chưa. Chấm ớt quá. Quá ngon quá ngon quá ngon cho công ty nó chuyển tiền rồi về mới có ăn gà đâu hoài vậy chứ ăn miếng này chia đôi nha cái lịch ngọt ít ha quay chín quá chín rồi quay quá chín không khô gì khô đi không đi vô đâu khô đâu không khô nữa rồi kèm với sầu riêng nướng. Kèm sầu riêng nướng luôn. Để cho sầu riêng vô đây nè, gà chấm sầu riêng mấy bạn. Ăn rất là ngon nha các bạn, chưa ăn gà chấm sầu riêng bữa nào mấy bạn làm thử bữa thôi. Có thiệt chứ không hết trời.
ngồi chỗ này nó mát. Năm rồi gặp quá xong rồi đó trồng cái hàng giữa rồi cũng đá trồng hàng giữa nữa gặp nó ra thôi giờ mình uống cạn ly hết đi, một ly đi rồi chúc mừng cái rồi vô cái nè bảo khai ba cạn cái nè vô 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 cạn ly cái đi nha vô chúc hai vô rồi thành quả nha. Vô đâm băng liền. Ôi dồi, thứ nào mà chịu nổi. Nước. Làm đùi đi cậu Tám. Thôi thôi, để cái này rồi. Rẻ rẻ từ từ đi, từ từ. Mạnh vô, mạnh vô. Thứ nào mà chịu nổi. Này sống giống ở ở không ở còn giờ sao ghen trái quá trời luôn không chịu quay. Đúng rồi. Mới làm mới 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 làm đây hả? Trời ơi, trái nhà hàng chưa quay mà lên mà cái đó là anh quay lên luôn đó. Bữa nay đầu tiên mà mới làm. Rồi cuối đi đó bảy. Thôi pin sắp hết rồi. Chắc kết thúc đây luôn á. Kết thúc video đây nha. Kết thúc đi. Rồi. Nhậu luôn bữa nay làm lại. Rồi chào cả nhà nha. Mình hợp đồng rồi đàng hoàng rồi về cái